Mấy tháng không chạy giờ tè lê tù lưu hết rồi anh em. Thấy không? Bụi đóng nè. Thì bây giờ mình chạy qua để mình phục hồi dạng chân của em nó lại. Mình gỡ, mình để gắn xe này xe kia tùm lum hết anh em. Gần hết bệnh luôn rồi. Trời thấy nó hơi yếu yếu. Ôi là trời. Rồi. Để chuẩn bị hè đi tour anh em. Chiếc xe này đâu thì bây giờ chiếc xe này đây anh em. xe cái hơi ồn một xíu anh em thông cảm, chắc qua mình gắn lại bô dinh móc luôn á. Bô này đi ồn á, tại cái bánh trước nó không có thắng đĩa phải chạy mò tùm lum gỡ thắng đĩa à. Trời bụi, một đống bụi luôn. Rồi mình đang chạy qua tiệm ha. Chạy qua tiệm để phục hồi lại dàn chân, gắn lại cái dàn chân. Tại vì cái mâm với lại cái mấy cái đồ dàn chân của xe này mình gắn qua cái chiếc dây đơ màu xanh kiểu để tập chạy xăng anh em. Bây giờ mình bỏ qua lại. Nhưng mà xe này mấy tháng mình cũng không chạy, cũng lâu rồi không nổ máy nữa. Bỏ một đống bụi anh em biết rồi. Giờ đi mấy xe ồn ồn ngại lắm anh em. Hôm nay đâu có gắn thân dĩ gì đâu. Có heo mà không có dĩ. Ok anh em. Thì hôm qua thì trời mưa quá, mình gắn cái dàn chân vô thì chiều mình đi quay dạo không có được anh em. Thì bây giờ qua ngày hôm sau thì mình gắn cái dàn chân y như cũ vô lại. Thì bây giờ mình chạy đi vòng vòng sẵn mình test chiếc xe nha. Tại 2 tháng rồi chưa có chạy. Thử nó có bị vấn đề gì thì mình khắc phục liền. Tại vì mấy cái dòng xe làm máy rồi thì cái
chuyện hư quạt thì không thể nào tránh được. Trời ơi, chiều hơi kẹt xe một chút anh em. Cũng lâu rồi chưa ra khu Nghệ Cao, không biết ra đó có gặp mấy anh Racing Boy hay không. Racing Boy. Đây là cái khúc chợ buổi chiều hơi bị đông. Đi né đường kẹt xe bớt rồi đó. Cũng chạy ra con đường cũ. Mà dạo này YouTube hình như là bị mất tương tác hơi bị nhiều luôn á anh em. Ai cũng bị mất thì cũng không có duyên gì mình. Nói chung là cái gì nó cũng được một thời gian thôi. Thì mình cũng bây giờ mình cũng không có quan trọng gì mấy nữa. Làm 100 người coi hay là 1-2 người coi, 5-6 người coi, mình vẫn làm anh em. Làm gì bây giờ làm theo kiểu đam mê nữa. Vì tiền lương thì gọi là đủ sinh sống cái này cái kia thôi. Nhưng mà cũng đỡ phần nào mình sống với cái đam mê của mình. Thôi bây giờ cứ làm đi, chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi anh em. Hôm qua mưa quá thì mình cũng không có rửa xe luôn. Rửa, tại vì rửa xong cũng chạy cũng dơ nữa à. Anh lỡ đi dạo vòng vòng rồi quay cho anh em xem. Xong rồi mai mốt có đi tour thì mình quay cho anh em xem tiếp. Ok anh em, rất là mát mẻ luôn. Tại vì từ trưa giờ cũng không có nắng. Mưa lúc 2-3 giờ thì bây giờ cũng tạnh mưa luôn rồi. Đường khô luôn rồi. Quá đã, quá mát. Anh em rất là nhiều anh em kêu quay lại xe này. Nhưng mà những cái thời điểm một tháng trước anh em, công an rất là căng. Giao quân rồi bắt xe độ rồi căng lắm anh em. Cho nên bây giờ mình thấy bớt bớt thì mình quay lại. Cái bô này mình cũng chưa có dyno lại nữa anh em. Bô này mình gắn chạy từ Tết cho đến bây giờ á. Chưa dyno lại. Chứ bình thường mình vẫn còn đi cái map cây bô dinh móc 68 dinh dinh của mình. Vinh gắn vững ra. Con đường ngày xưa. Chắc là vắng lắm. Quá trời mát luôn. Thank you.
tới đây thôi anh em. Tới đây thì mình sẽ dần tìm một góc để bàn về chiếc xe này. Ok anh em, trước khi quay cho anh em coi, mình phải tìm một cái ống, tìm một cái ống hút. Trời ơi, ống hút đâu ta, để mình hút cái dầu này ra anh em. Cái dầu thắng nè, tại mình đang đi cái dầu Dot 4 á, cái dầu này nó rất là nóng, dành cho mấy con heo Rambo đồ anh em. Cho nên là cái bình này mình đổ nhiều quá, mình bóp thì nó sẽ bị nóng quá, cái lực mạnh quá thì nó sẽ bắn ra hoài luôn anh em. Thấy không? Anh em thấy nhìn nó ẩm ướt nè, bắn ra chỗ ngay đồng hồ ướt nhẹm luôn nè. Nếu mà không lau gấp á, là nó bị chốc sơn bay sơn luôn. Tại cái dầu này nó rất là hại. Tìm cái ống hút. Đây, ống hút đây. Ê. Ok anh em, thì mình gỡ ra, mình hút cái lượng dầu ra ha. Ui. Đã. Đây, cái lượng dầu này nó rất là nóng, tại vì cái bình dầu này có một chút xíu thôi là đã mấy trăm ngàn anh em, 300-400 ngàn một bình đó. Một bình nó chỉ được 100ml hay là 200ml gì đó mình quên rồi. Hút ra anh em. Thì cái bình này chỉ chứa được một xíu thôi, nhiều quá nó sẽ nóng rồi nó bắn. Nãy mà thúc ra cái một lượng cũng hơi bị nhiều rồi đó. Mà phải còn thêm. Ui, không có khăn nữa chứ. Chết mẹ rồi. Lấy áo lau luôn anh em. Để nó ảnh hưởng đến cái tay 6 triệu mấy của mình là chết. Tay thì nó cũng hiếm nữa. Ui sao giờ nó văng dữ ta. Tay này nó đập lắm. Đó, Wario độ của mấy anh Jason Boy. À, ok anh em ha. Thì mình vẫn đi cái về lại cái dàn chân cũ. Là hôm qua ngày mai á, thì mình đang đi một cái dàn chân tàu lao tù lưa, mình gắn vô để chạy xe từ trong tiệm về tới nhà thôi anh em. Đó, thì bây giờ mình gắn lại cái dàn chân hồi đó tới giờ của mình. Thì vẫn còn đi nguyên cái set bô từ Tết tới giờ luôn. Màu đen mà đi set bô này hơi bị sáng luôn nha anh em. Thì có phần, mấy cái phần này nó bụi, mình nó dơ. Đó, 2 tháng trời mình để nguyên hiện trường, mình lấy đi mình quay cho anh em xem, mình không cần rửa luôn. Còn cái bình dầu này chắc sắp sửa ra đi rồi. Không hiểu sao trước mình chở 2 hay là chạy 1 gì á, nhưng mà mình để cái giày, cái dầu này nó đưa xuống quá. Đưa xuống quá thì nó cạy vô cái sợi dây sên. Đó anh em thấy không? Nó muốn bóp cái sợi dây luôn à. Ở đây nó cũng xước luôn nè. Thôi kệ, đi tới đâu tới ha. Đó, bây giờ mấy cái, nói chung là mấy cái vấn đề xe độ thì nó vẫn một cái vấn đề, một cái chương trình đó cứ quay đi quay lại hoài anh em. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng mắc wheel này kia đồ các thứ đó, nó cũng ảnh hưởng nó rất là nhiều. Cho nên là bây giờ còn anh em nào ủng hộ thì mình vẫn còn làm anh em, vẫn vui. Vui vẻ bình thường thôi anh em. Wheel nhiều thì tiền nhiều chút, mà wheel ít thì không có tiền. Đó. Cái dầu nó bị chảy vô này, ướt luôn. Lao cái mặt đồng hồ, cái ổ khóa này. Rồi tới ngày mai thì mình đi giữ rồi lại cho anh em xem ha.
đó, nổ mấy cái nè. 2 tháng đợi bấm là nổ, bấm là nổ. Tại mình đang đi một cái cục bên chới á, nó ok lắm. Cục bên chới này ok lắm. Để giới thiệu cho anh em coi. Bên chới này nó cũng không phải bên thương hiệu gì hết á, nhưng mà do em nó chế. Đó, đây là cục bên anh em. À, nó có nút bấm luôn nè. Nó bỏ vô giống như là cái bình vậy. Bật chìa khóa nè. Mình bấm một cái nè. À, anh em thấy không? Đó, nhá đèn á. Đây cục bên, cầm ở ngoài nó nhẹ hiều à. Nhẹ lắm. Đây là cái cục VC Mini 5 của mình. Đó. Bấm một cái là nổ, cho dù để xe mấy tháng thì nó vẫn nổ bình thường. Đó. Nhớt nhau rồi còn vẫn còn xanh. Nhớt mình đi nhớt 300V anh em. Trước thì xe chưa làm 68 thì mình đi Phúc Schooling thì nó vẫn ok. Thì bây giờ mình làm 68 rồi, mình đi nhớt nó cao cấp chút cho nó ổn định chiếc xe. Xe có biết bao nhiêu tiền mà bình nhớt 400-500 ngàn không dám thay thì nó cũng ấy. Thấy không? Cái độ nhớt 300V thì anh em phải nói rồi. Đi những chiếc xe tour cao hay là đi tour, đi đua gì cũng sử dụng hết á anh em. Đó, vấn đề nó là như vậy. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ chạy vòng vòng cho mát, rồi tìm mấy anh racing boy rồi cho chơi rồi ha. Bao nhiêu. Xong rồi mình đi móc bô về mình ra mình test nữa, coi thử nó lên được bao nhiêu hay là nó xuống. Mình sẽ đem ra mình trải nghiệm, thử nghiệm cho anh em xem ha. Thì bây giờ mình sẽ chạy đi rửa xe xong rồi đem về nhà đợi ha. Để lấy chiếc xe nào em đi. Quá là đau đầu lắm rồi anh em. Quá trời đau hồn luôn. Thì chủ yếu mình quay cái clip này để cho anh em khỏi hỏi về vấn đề của chiếc xe này nữa. Thì mình ra sẵn thì mình cũng đi kiểm tra chiếc xe sau lâu ngày không chạy, thì mình kiểm tra xem nó có bị vấn đề gì hay không, để mình chuẩn bị trong tới hè thì mình sẽ đi nhiều tour ha anh em.